Chợ trên một bao thăng long bao tiền chị? 10.000 hả chị? Em gửi nhá. Chỉ mất 10.000, thậm chí là có hàng bán rẻ hơn chưa tới 10.000. Thì tôi đã mua được một bao thuốc lá. Rất dễ dàng mua thuốc lá ở rất nhiều nơi, từ cửa hàng tạp hóa, siêu thị, rồi thậm chí là ở ngoài quán nước nữa. Và nếu mà một tháng thì mỗi ngày tôi hút khoảng một bao, thì một tháng tính ra mất khoảng 300.000 tiền hút thuốc lá. Việt Nam là một trong những quốc gia có giá thuốc lá rẻ trên thế giới. Đó là thực tế đã được chỉ ra. Thống kê mới nhất, giá trung bình cho một bao thuốc 20 điếu ở Việt Nam là 11.000 đồng. Hãy làm một sự so sánh với các nước trong khu vực để thấy giá thuốc của chúng ta đang ở mức như thế nào. Singapore 192.000 đồng một bao, Philippines 32.000 đồng một bao, Malaysia 74.000 đồng một bao. Và đó là lý do khiến nhiều người dễ dàng hút thuốc, dù họ có mức thu nhập như thế nào. Không đắt lắm, nếu mà thuốc dùng thuốc của mình thì không đắt lắm. Suốt bây giờ thì hãng thấy khá rẻ, vì kiểu đi đâu cũng thấy mọi người hút nữa. Người lao động hay là người đang làm văn phòng thì mọi người đều hút được thoải mái. Thuốc lá mua thì rẻ, nhưng hậu quả của nó thì không rẻ chút nào. Tổng chi phí điều trị và tổn thất cho 5 nhóm bệnh do thuốc lá gây ra đã lên tới con số trên 23.000 tỷ đồng một năm tại Việt Nam. Và nó chưa phải là tất cả. Chúng ta biết là ai đó trong gia đình chúng ta mà bị đột quỵ do cái xơ vữa động mạch, do bệnh tim mạch thì điều trị một ngày, một tháng, một năm, có khi vài năm không khỏi. Một cái gánh nặng rất lớn cho gia đình, cho người nhà và cho bệnh viện, cho xã hội. Và ai đó mà bị ung thư phổi do ung thư thì đó như một cái án tử hình. Chỉ mất 300.000 cho một tháng hút thuốc thỏa thích, quả là một cái giá không hề quá đắt với mỗi người. Thế nhưng khi mà ngẫm lại những gì tôi phải trả giá, như là về sức khỏe của bản thân này, rồi là tiền chi trả cho bệnh viện, thậm chí là cả tính mạng của mình nữa, thì đó lại là một cái giá không hề rẻ một chút nào cả. Chính vì vậy mà tôi quyết định mình sẽ là người không hút thuốc. Tôi, Hoàng Dương, một người không hút thuốc, sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyên mục Cuộc sống không khói thuốc lần sau. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ cai thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.